Trung Quốc được coi là một trong những đất nước khét tiếng nhất về chế độ kiểm soát mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Để minh chứng điều đó, hãy cùng Taka tìm hiểu những điều bị cấm rất là vô lý tại Trung Quốc. Nếu như anh em có cơ hội đến Trung Quốc du lịch hay sinh sống và làm việc, hãy tham khảo video ngày hôm nay nhé. 12 điều cấm kỵ vô lý nhất tại Trung Quốc. Gmail là một trong nhiều dịch vụ Google mà bị hạn chế nghiêm ngặt tại Trung Quốc. Sẽ không thể nào tìm thấy kết quả tìm kiếm trên Google hay là video trên YouTube. Vào năm 2006, Google đã từng kinh doanh tại Trung Quốc và chấp nhận bị kiểm duyệt kết quả tìm kiếm. Nhưng mà từ năm 2010, công cụ tìm kiếm này đã bị cấm hoàn toàn. Còn YouTube bị chặn hoàn toàn tại Trung Quốc vào năm 2009, sau 3 lần tạm dừng trước đó. Các dịch vụ khác của gã khổng lồ Mỹ cũng bị chặn tại Trung Quốc, gồm Google Play, Google Maps, Google Drive, Hangout và Blogger. Dù là người dùng Trung Quốc vẫn thể truy cập Gmail thông qua một mạng riêng ảo, VPN, nhưng mà nhiều khi thì vẫn bị chặn lại bởi tường lửa vĩ đại, Great Firewall. Công cụ của Bắc Kinh dùng để kiểm soát và ngăn chặn công dân kết nối với các trang web và dịch vụ Internet nước ngoài. 11. Các mạng xã hội. Chuyện là từ tháng 7 năm 2009, Bắc Kinh đã cấm hoàn toàn hoạt động của Facebook tại nước này. Và đến nay chưa dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ cho phép mạng xã hội lớn nhất thế giới trở lại với người dùng Trung Quốc. Từ đó đến nay, người đồng sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg đã nhiều lần đến Trung Quốc, thậm chí là đã từng gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để mà vận động hành lang, nhưng mà kết quả thì cũng không được khả quan cho lắm. Cùng chung số phận các dịch vụ khác của Facebook, nền tảng chia sẻ hình ảnh Instagram cũng bị chặn tại Trung Quốc từ tháng 9 năm 2014. Tới năm 2017, ứng dụng anh em của Instagram là WhatsApp thì cũng đã bị cấm. Theo nhà phân tích, chính phủ Bắc Kinh đặc biệt quan ngại về vai trò của mạng xã hội trong một cuộc biểu tình của mùa xuân Ả Rập vào năm 2010 và cách mạng xanh tại Iran vào năm 2009. Do đó có chính sách kiểm soát cực kỳ chặt chẽ đối với các nền tảng mạng xã hội. Cùng với Facebook, Instagram và nhiều mạng xã hội nước ngoài khác, Twitter với dịch vụ Periscope cũng bị cấm tại đất nước tỷ dân. Dù vậy, như đã nói trên, người dùng Trung Quốc vẫn thể sử dụng dịch vụ này thông qua IP ảo nước khác. Ứng dụng nhắn tin Snapchat của Mỹ thì cũng không có cơ hội hoạt động ở quốc gia tỷ dân này. Việc chặn đứng các công ty phương Tây tạo cơ hội cho hãng công nghệ Trung Quốc phát triển mạng xã hội của riêng mình. Tại nước này, mạng xã hội Weibo được dùng phổ biến nhất. Bên cạnh đó có vô số ứng dụng nhắn tin do công ty quốc nội phát triển. 10. Phim nước ngoài. Mỗi năm chính quyền Trung Quốc chỉ cho phép 34 phim nước ngoài công chiếu tại các rạp và hạn chế các phim bom tấn Hollywood mới nhất. Các bộ phim sẽ được chấp nhận công chiếu thì vẫn phải chịu sự kiểm duyệt đầy gắt gao của giới chức trách và phải cắt bỏ những cảnh bị cho là mang tính công khai hoặc là phá hoại. Các nhà làm phim Hollywood đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ nâng số lượng phim cho phép ở trong thời gian tới. Dù là có lợi thế so với hãng phim phương Tây, các nhà làm phim Trung Quốc vẫn vấp phải sự kiểm duyệt của chính giới chức trách nước mình. Có một cái điều mỉa mai là vào năm 2005, Trung Quốc đã dành lời khen tặng cho đạo diễn Đài Loan Ang Lee, người đã đoạt giải Oscar. Nhưng mà cái bộ phim của ông, Brokeback Mountain, thì chưa giờ được công chiếu ở chính đất nước này. 9. Sòng bạc. Vào năm 1949, chính quyền Bắc Kinh ra luật cấm đánh bạc và các sòng bạc không được phép hoạt động tại nước này. Tuy nhiên, người Trung Quốc thì lại rất yêu thích trò chơi may rủi đã có truyền thống hàng nghìn năm này. Tất nhiên rồi, cái lệnh cấm này không thể ngăn được các doanh nhân Trung Quốc tổ chức hoạt động đánh bạc ngầm và xổ số tư nhân. Chính sách này khiến người dân Trung Quốc đổ sang sòng bạc ở bên ngoài Trung Quốc đại lục. Nổi tiếng nhất thì là Macau với ngành công nghiệp sòng bạc lớn gấp 7 lần của Las Vegas, Mỹ. 8. Phật giáo Tây Tạng. Trung Quốc ra luật cấm các thầy tu Phật giáo Tây Tạng tái sinh, không xin phép cục quản lý tôn giáo của nhà nước từ năm 2007. Điều này nhằm hạn chế ảnh hưởng của Đức Đa Lai, người đứng đầu Phật giáo Tây Tạng.
người theo truyền thống sẽ đầu thai qua những thế hệ tiếp theo để hoàn thành sứ mệnh cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Tờ báo Time từng đưa tin, chính quyền Trung Quốc và Đức Dalai Lama đã rời cuộc tranh cãi khi mà vị lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng khẳng định rằng chế độ Trung Quốc không có quyền chọn người kế vị cho ông. Có thể là ông sẽ không tái sinh. Và chính quyền Trung Quốc sẽ chỉ định người đứng đầu các ngôi chùa. Chính quyền nước này phá bỏ ngôi chùa thiêng liêng Tây Tạng. Nhiều tăng nhân bị đánh đập, bị bỏ tù bởi những lý do vô lý nhất. Chính hành động này của chính quyền Trung Quốc đã bị thế giới lên án và chỉ trích. Bảy, bạn không nên chạm vào người dân địa phương. Tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, khi gặp nhau mọi người thường bắt tay. Thậm chí tại nước phương Tây, họ còn ôm hôn nhau khi gặp nữa. Tuy nhiên, đối với một người Trung Quốc thì việc này là không cần thiết. Khi mà du lịch Trung Quốc và bạn gặp được một người, chỉ cần gật đầu chào nhẹ một cái là được. Những hành động như bắt tay, ôm, hôn là những việc làm không tự nhiên và sẽ khiến họ không thoải mái một chút nào. Tuyệt đối đừng cúi đầu quá là sâu, cũng như ôm hoặc hôn khi chào và tạm biệt. Đây là một trong những điều cấm kỵ tại Trung Quốc. Hãy nhớ nhé! 6. Pinterest. Trong suốt nhiều năm, nền tảng chia sẻ hình ảnh Pinterest được tự do hoạt động ở Trung Quốc. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2017, trang này bắt đầu bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, là theo nhà phân tích, cũng giống như Snapchat, Pinterest bị cấm lý do thiên về bảo hộ hơn là chính trị. Một vài ứng dụng bản sao của Pinterest do công ty Trung Quốc phát triển đã ra đời ngay sau đó. 5. Cấm sinh con thứ hai. Trước đây, Trung Quốc từng lên chính sách cấm người dân sinh con thứ hai, trừ lần sinh đầu nếu là song sinh hoặc là tam sinh. Họ muốn kế hoạch hóa gia đình và kiểm soát được dân số, nhất là tại những trung tâm đô thị lớn. Nếu phụ nữ có thai lần thứ hai thì sẽ phải phá bỏ. Một số địa phương còn bị phạt rất là nặng nữa. Mặc dù chính sách này đã là quá khứ rồi, nhờ nó vẫn khiến mất cân bằng xã hội vì nhiều người phá thai và nhất là bỏ con vì muốn con trai nối dõi. 4. Thuyết Big Bang. Những bộ phim truyền hình ở đất nước Trung Quốc có nội dung về thuyết Big Bang, thuyết nổi tiếng rằng vũ trụ sinh ra từ một vụ nổ lớn, thì đã bị xóa bỏ khỏi trang web chuyên chiếu video. Người hâm mộ tác phẩm điện ảnh rất bất bình vì bị cấm đoán, trong khi nội dung phim không hề chống đối chính quyền, mang tính chất bạo lực hay là vi phạm pháp luật. Chính quyền đất nước này gỡ bỏ phim vì lý do vi phạm một quy định cấm, gây hại tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Nghe rất là kỳ quặc đúng không nào? Ở vị trí thứ 3 thì đừng chọn ô hay đồng hồ làm quà tặng. Một trong điều cấm kỵ ở Trung Quốc mà bạn nên biết đó là không nên tặng đồng hồ. Bởi ở trong tiếng Quảng Đông, từ đồng hồ có cách phát âm rất là giống với từ món quà kết thúc, có nghĩa là món quà dành cho người đã chết. Một món quà khác mà bạn không nên tặng người Trung Quốc đó chính là những chiếc ô. Người Trung Quốc xem rằng việc tặng ô là thể hiện sự chia xa. Đặc biệt là những cặp đôi không nên tặng ô cho nhau, nếu không rất là dễ chia tay. Những cái điều cấm kỵ tại Trung Quốc này có lẽ rất là lạ, nhưng mà anh em hãy lưu ý nhé. 2. Không xúc phạm văn hóa địa phương. Dù là vô tình hay cố ý thì việc xúc phạm văn hóa địa phương ở Trung Quốc cũng bị phạt khá là nặng. Điều này áp dụng cả người dân Trung Quốc chứ không phải là nguyên khách du lịch. Khi mà đến tham quan bất kỳ địa điểm du lịch nào, các du khách cần chú ý đến văn hóa sinh hoạt, ứng xử của họ, đều điều chỉnh hành vi của mình cho hợp lý nhất. Khi đi tắm biển, tuyệt đối không được khỏa thân vì cũng sẽ bị phạt rất là nặng. Hay việc phá hủy công trình kiến trúc của họ, như là viết, vẽ bậy lên các bức tượng thì cũng tuyệt đối bị cấm. Một số hành vi được xem xúc phạm đến văn hóa địa phương mà bạn nên tránh, như là bẻ cây hoa trong chùa, phá hủy công trình kiến trúc hay vẽ bậy lên các bức tượng. Hãy lưu ý những điều cấm này tại Trung Quốc. 3. Vị trí đầu tiên thì đó chính là quy định ngầm, không nên tip tiền. Du khách phương Tây có văn hóa tiền tip, nhưng mà người Trung Quốc thì không. Chi phí phục vụ được tính cả hóa đơn thanh toán. Bởi vậy, du khách không cần để lại tiền boa cho tài xế lái xe, nhân viên phục vụ và ở nhà hàng khách sạn.
Nếu bạn cố tình đưa tiền tip cho nhân viên phục vụ thì họ sẽ xem hành động đó là rất bất lịch sự đấy. Đây cũng là một trong những điều cấm kỵ ở Trung Quốc mà các bạn nên ghi nhớ. Rất là hấp dẫn đúng không? Và video đây là hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích và subscribe ngay lập tức để đón xem video mới nhất từ mình. Chân thành cảm ơn anh em.